Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Ni. Và hôm nay mình sẽ chén cháo B này các bạn ơi. Chắc mình mua chén khác mình xài ha. Cháo B này giá mắc nhưng mà đánh chén phải luôn á. Chén thiệt. Thôi à, giờ mình bỏ, mình sẽ mua chén khác ha các bạn. Rồi. Vô. Chơi gì đây? Mira. Ô, đậu đen à? Ủa? What the? Heo? Gì đây? Ủa, lai lai vĩnh viễn à? Ô, ai tặng mình đó nhờ? Phải thế? Ui, được tặng lai lai vĩnh viễn nè. Ô. Ngon thế nhờ. Ồ rồi, rồi lát hồi mình sẽ xài lấy trái lai lai xài thử ngay bạn, coi vĩnh viễn là như thế nào ha. Mình sẽ xài trái OB lần cuối cùng ha, xong mình sẽ bỏ mình ăn trái lai lai đây. Rồi ok, lần cuối xài OB thôi, giờ đi vòng vòng giết boss thôi bạn. Rồi phải cái lai lai vĩnh viễn luôn, ghê vậy. Hình như là được bạn, mình được dân tặng đấy bạn, dân tặng á. Tại tối hôm bữa mình hôm qua chứ không phải bữa, tối mình vô á, anh chủ tịch vô kêu mình làm gì á, thì mình vô xong rồi tự nhiên nó hiện cái do dòng chữ màu xanh đó bạn. Bạn được cái gì á, cái gì á, cái dòng chữ màu xanh á. Mình cũng không để ý nữa. Ai ngờ được cái lai lai trời. Ghê à. Dân ghê ta. Rồi. Chức dân nó chắc luôn các bạn ơi. Đây. Đó. Và mình cũng cảm ơn dân dân nhiều ha. Các bạn có thể qua kênh của dân ủng hộ lại Lê Khánh Vân nha các bạn. Phải tặng cái lai lai luôn. Ngon ta. Lần đầu tiên được xài trái trái quỷ bằng robot luôn. Được 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 được. Dâu. Xài trái OB lần cuối thôi các bạn. Lần cuối cùng đây. Rồi mình sẽ vĩnh biệt trái la trái OB này. Cay đắng cuộc tình. Mày bụi ha. Sức mạnh của 3 trái 3 triệu lộn. 3 trái. Sức mạnh của trái 3 triệu Belly. Khá là yếu. Yếu vãi luôn chứ bay, khá là yếu nữa bạn. Combat cũng BB cũng khó nè. Mình thấy có Mochi BB dễ nhất á. Mochi dễ nhất. Tưởng là cái này mạnh hơn Mochi mà cũng thua Mochi à. Đó, được cái chiêu đẹp hả? Chiêu đẹp. Đánh là ngồi sao chém chém thì thôi. Như là ngầu. Hết. Vô. Chạy cái gì không biết. Ơi chết 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 chết, bây giờ chết bây giờ. Ôi ao, sao cái rùm nhỏ xíu vậy, mở rùm bự lên coi. Rồi sắp chết rồi các bạn ơi, vô chém cái V này xong rồi mất luôn cái rùm ta. Mấy bạn từ từ từ, ui ui lẹ lẹ. Các bạn kia giữ ép là sẽ lướt liên tục giống thằng lo này. Mình giữ ép là có được đâu, có những ép không à, không có giữ ép được. giờ tiếng gì vậy, tiếng gì vậy, vô biển đâu đây nữa vậy. Rồi trái này sao đánh vô biển ta. Mình không biết trái này đánh vô biển sao luôn á bạn. Đó control control, trái này vừa khó luyện mà khó BB nữa, chắc làm cho đẹp thôi. Rồi đánh vô biển thử ai có gì không. Dâu này thì Luffy, nghe nói Luffy giết em của lo em của mình đúng không, em của mình, em của Luffy là ân nhân hay cái gì của lo á ta, cái gì của lo á mình không nhớ nè, cứu lo thứ mà lâu quá không không coi quên rồi đó. Người cứu lo xong hay sẽ gì á. Rồi,
Nó nằm ở đó là xài chiêu gì chơi? Giờ xài chiêu gì chém ta? Chiêu V chúng chém được không? Hay lấy cái thuyền này. lấy cái thuyền được các bạn, lấy cái thuyền đó. Từ từ từ. Sẽ đi một cái thuyền ra ha. Đi 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 đi. Tới giờ mới chon time. Vô. Rồi. Au. Ý. Trời gì vậy? Đi thôi. Còn nhiêu máu vậy? Được quá, tôi giết không đó. Còn nửa cây lần ha. Rồi. Trời ơi. Ấy. Ôi chém không không chém được bạn ơi. Không chém được nha. Ý. Khó chịu thì chứ. Không chém được, không xài chiêu được vậy thôi sao chơi. Thôi bỏ bỏ chịu 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 ơi bạn ơi. Chỉ có cái lấy. Đó. Chỉ có một cách là lấy cái thuyền quăng vô nó nè. Sát vô gần xíu đây. Đó. Chỉ có cái này à. Rồi nè. Hả? Ơi nghỉ đi. Trời trái gì không có chiêu nào quýnh quýnh boss hết, quýnh là vô biển hết á. Chán thiệt. Thôi, nghỉ đi. Giờ qua quýnh Fujita thôi các bạn ơi. Đâu rồi? Đây, Fujitora. Go. Rum. Chiu. Đúng. Gì vậy, gì vậy? Trời ơi. Ông nội này. Chơi vậy là chết rồi. Chơi cái trò núp 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 nữa ấy. À, ông đâu rồi? Cái trò gì đây? Ngầu nè. Đúng. Chiêu này kéo xa ra hình ngôi sao nè. Đó. Mình sẽ chơi OB lần cuối cùng hả bạn. Mình sẽ đổi. Đây. Tạm biệt OB thôi. Ui. Trò gì vậy? Quên. Cứ quên mở room là bấm ít 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 hoài. Chém hoài không ra. À, đó. Đi vòng chém đi thôi. Đâu rồi? Ơi làng có một rồi đầy cây rồi đúng không? Biết ngay mà. Thề cái trái củ chuối này. Nổ. Ui rồi ôi. Au. Khó chịu chứ. À. Lấy cây được không ta? Cây chắc lấy không được đó bạn. Lấy lại cùng màu xanh nè. Ủa hết room nữa hả? Trời ơi. Đang chém vậy vẫn trúng chiêu ta. Vẫn ăn thiên thạch vẫn đau. Chém được không? Được luôn. Đó. Rồi. Yeah. What the. Cái gì vậy? Vãi thiệt. Giả bộ lắc máy đi chứ. Khôn vậy. Ông nội này. Quỷ Fujita già mù. Vô. Đó. Ui. Ui, ui. Ngon. Đó. Trời ơi, với con này khổ quá vậy trời. Thôi. Đổi chép quỷ gấp mấy bạn ơi. Đổi thiệt luôn á. Chế 3 triệu này.
chán thì chết. Rồi, thôi chứ mình kết thúc clip tại đây hả bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình, nếu thấy hay thì nhớ like và share ủng hộ mình để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Bye bye.